Xin chào quý vị và các bạn yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay, ngày 6 tháng 12, Hùng Huyền Đông Anh tiếp tục về rất nhiều loa bút có model là 363 và 464. Những cặp loa về trong ngày hôm nay đều là những cặp loa đã được tuyển chọn rất kỹ càng. Những cặp loa rất đẹp. Đó là loa bút 363 và 464. Vâng, 363 và 464 là những model đã có tên tuổi từ rất lâu trên thị trường audio. Những cặp loa này, quý vị và các bạn có thể dùng nghe nhạc và hát karaoke gia đình rất tốt. Đặc biệt, với kiểu dáng sang trọng và quý phái, những cặp loa Bose 363 và 464 sẽ làm vừa lòng tất cả những khách hàng khó tính. Những cặp loa này sẽ tôn lên vẻ sang trọng và lịch sự trong căn phòng của chúng ta. Hiện nay, những cặp loa Bose 363 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 22.500.000 đồng một cặp, và những cặp loa Bose đang được bán tại đây với giá là 39.500.000 đồng. Vâng, một mức giá rất hợp lý để quý vị và các bạn có thể sở hữu được những cặp loa sang trọng và đẹp mắt. Và đặc biệt, những cặp loa này là những cặp loa zin xịn nguyên bản và rất đẹp. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, ngõ 24, đối diện Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đông Anh, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Vâng, tôi xin nhắc lại, Hùng Huyền Đông Anh, ngõ 24, đối diện Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đông Anh, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Vâng, ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể search trên Google Maps Hùng Huyền Đông Anh. Ngoài ra, Hùng Huyền Đông Anh xin thông báo đến quý vị và các bạn là tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh luôn luôn có chương trình bán trả góp và ship hàng trên toàn quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu, xin mời liên hệ 0984 285 477 để biết thêm chi tiết. Hùng Huyền Đông Anh rất vui khi được phục vụ quý vị và các bạn.